Tập 1 Mở đầu bộ phim là cảnh các dũng sĩ vừa được triệu hồi đến một nơi chuẩn bị được thẩm định sức mạnh. Người thì sử dụng thánh kiếm, người thì mang ma pháp hệ thánh các thứ. Nhiệm vụ sau khi chuyển sinh qua dị giới của họ là giải cứu vương quốc này. Nam chính của chúng ta là Mukoda 27 tuổi với kỹ năng đặc biệt là siêu thị trực tuyến. Nghe cái tên kỹ năng mà đứa nào cũng thấy phèn ỉa bản thân anh thì xấu hổ muốn chết. Mukoda muốn xin đổi kỹ năng đặc biệt khác nhưng rất tiếc đã hết rồi. Chuyện là vương quốc này thường xuyên bị ma vương quấy nhiễu nên đức vua đang cầu khẩn các vị anh hùng, mọi người đều rất sẵn lòng chiến đấu với chúng, chỉ riêng Nam chính do cái kỹ năng phế quá nên anh xin phép được sống an phận để tránh làm vướng chân mọi người. Vậy là Mukoda đã được đưa tới dị giới với 20 đồng tiền vàng, do bộ quần áo làm người dân nghi ngờ anh bèn đi mua một bộ đồ khác rồi thuê căn phòng trọ nghỉ ngơi. Mukoda thử mở bảng trạng thái thì thấy bản thân có kỹ năng thẩm định và dương vật phẩm anh bấm vào kỹ năng đặc biệt siêu thị trực tuyến xem sao nó liền hiện lên cái thiết kế y nguyên thế giới cũ chọn mua vài món rồi thả một đồng tiền bạc vào lập tức đổ ăn được chuyển tới luôn không chừng có thể tận dụng kỹ năng này để kiếm tiền thì trước mắt anh sẽ rời khỏi cái quốc gia có ông vua sống quá xa hoa này đã Mukoda hỏi đường bọn trẻ con rồi lên kịp chuyến xe cuối cùng tới thị trấn bên kia. Ngồi cạnh anh là một bác thương nhân lưu động bán mặt hàng khá xa xỉ là xà bông. Mukoda thắc mắc hành lý của bác để trong dương vật phẩm sao nhưng làm gì có chuyện đó bởi kỹ năng ấy may ra một nghìn người mới một người có. Cậu hỏi thử về kỹ năng thẩm định thì biết đó là kỹ năng mà chỉ những vị anh hùng chuyển sinh mới có. Nghe xong Mukoda nhất định phải giấu hai kỹ năng này của mình. Nghe tin anh định qua thị trấn sát biên giới chỉ vì muốn rời khỏi đất nước này thì bác nhận xét rất sáng suốt. Bởi vương quốc này hiện đang có nhiều vấn đề còn biên giới thì sắp sửa bị phong tỏa, đã tới nơi thì nhận được tin tạm ngưng dịch vụ dịch chuyển. Thì ra mục đích của nó để ngăn dòng người chuyển ra nước ngoài bởi dân số mà giảm thì binh sĩ cũng giảm theo. Giới cao tầng của vương quốc này đang gây chiến khắp nơi nên nếu muốn thì phải rời đi sớm. Anh tới hội mạo hiểm giả muốn thuê một đội hộ tống mình đến vương quốc bên kia, vì không có xe ngựa phải đi bộ mất 7 ngày nên tốn đến 7 đồng vàng. Nhưng vì dạo này dịch vụ hộ tống đi bộ đang tăng cao nên chi phí tăng lên 8 đồng rồi. Dù đất Mukoda vẫn buộc phải làm vào anh chàng Werner mạo hiểm giả hạng C này sẽ là người hộ tống anh, sáng hôm sau liền xuất phát luôn đồng đội của Werner còn có bốn người nữa. Đi được một chặng đường đến giờ nghỉ trưa Mukoda sung phong nấu bữa trưa cho mọi người. Anh lấy nồi và cái bếp du lịch từ dương vật phẩm ra làm mọi người khá ngỡ ngàng bởi giá bán bếp ma thuật ở đây là 50 đồng vàng có thể tự truyền lửa vào. Thế là Mukoda liền mua một cái bếp du lịch trên siêu thị trực tuyến giá rẻ hơn nhiều rồi nấu món súp miso kèm bánh mì cũng mua trên đó làm cả nhóm mạo hiểm giả khen ngợi không ngớt lời. Lần đầu họ được ăn món bánh mềm như vậy Mukoda đành nói đây là bánh mang từ quê lên. Nghỉ ngơi xong tiếp tục lên đường bất chợt người do thám Rita nhận ra có tiếng động lạ ở cái cây trước mặt. Một đám quái vật lao ra thì Wenner và kiếm sĩ Vincent ra tay tiêu diệt chúng. Trị liệu sư Franka sẽ chữa trị vết thương. Rita đi do thám thì phát hiện đường thẳng có con heo rừng đỏ rất hung hăng, bất ngờ nó xuất hiện luôn Werner và Vincent lập tức xông lên giao chiến. Da Gia và sừng có thể giữ lại để bán với giá rất cao, còn thịt thì đành ăn được bao nhiêu thì ăn còn lại buộc phải vứt đi. Nhưng Mukoda thấy tiếc quá xin phép nhét vào dương vật phẩm, trời đã tối anh liền bày đồ ra nấu ăn. Cơ mà bị nguyên đám họ đứng trực chờ sợ lộ mất kỹ năng siêu thị trực tuyến, Mukoda bảo ngại lắm muốn họ quay mặt ra chỗ khác. Anh áp chảo thịt sông khói rồi hầm chung với rau củ và xúc xích vậy là đã hoàn thành món trông vô cùng đẹp mắt, cả hội mạo hiểm già thử húp lấy một miếng mà phải bừng tỉnh cả con người, rồi lập tức ăn lấy ăn để xin thêm bát nữa. Thông thường khi du hành chỉ có duy nhất thịt khô và bánh mì để ăn, nên giờ có mấy món ấm cúng này thì hết nước chấm mà sao cảm giác cơ thể còn khỏe hơn bình thường. Mukoda hơi bất ngờ thử dùng thẩm định xem sao thì thánh phọt cả nước miếng. Thế éo nào mấy cái đồ ăn này lại tăng chỉ số nhiều đến vậy, hóa ra món bò hầm và xúc xích ở trái đất có tăng phần trăm thể lực với ma lực cho người dị giới trong một khoảng thời gian. Vài ngày sau mọi người lại tiếp tục băng qua những chặng đường gập ghềnh tiếp tục hành trình. Phía trước là rừng rậm nên tối nay sẽ cắm trại quanh khu vực này. Muko đa lần này hạn chế mua đồ trên siêu thị trực tuyến lại mà sẽ nấu chỗ thịt heo rừng đỏ vẫn còn tích chữ. Sau khi thái miếng thịt hơi dày một chút sẽ ướp thịt và sắt nhỏ rau bắp cải. Làm nóng chảo cho thêm dầu salad rồi bỏ miếng thịt vào khiến nó dậy mùi lên thơm phức. Vậy là đã hoàn thành món thịt heo nướng gừng. Mỗi người cắn một miếng mà phải thốt lên ngon kinh hoàng. Trước đây mọi người không thích ăn thịt heo rừng đỏ lắm nhưng lần này thì nghiện luôn rồi. Sức nóng của nó làm mềm rau quấn bên trong đem kẹp với bánh mì và uống nước súp còn ngon nữa. Mà bất ngờ mọi người đều tái sầm mặt lại sợ hãi vì thấy có thứ gì đó xuất hiện sau lưng Mukoda. Nam chính liền quay ra thì hú hồn đó là một con Fenry đang yêu cầu dâng món ăn đó ra đây cậu vội vội vàng vàng đặt ra thì nó ngoạm cái hết veo rồi đòi ăn thêm mukoda lập tức chạy đi nấu thêm một đĩa bự nhưng có vẻ là không đủ con fenri vẫn đòi thêm nữa cứ thế cậu phải nấu cho nó hàng chục đĩa thịt ngốn không biết bao nhiêu lọ nước sốt thì mới đủ no con fenri đã khoái mukoda liền muốn lập khế ước tòng ma với cậu làm cả hội nấp đằng sau vô cùng ngỡ ngàng thánh của chúng ta sợ hãi tính từ chối mà quay ra nhìn thì năm người kia đều gật đầu lia lịa hết cách mukoda buộc phải đồng ý rồi tiến lại gần theo yêu cầu của nó con Fenri chạm đầu vào cậu vậy là nghi thức khế ước đã hoàn thành, từ giờ Mukoda có nhiệm vụ phải chăm nó ăn ngày ba bữa. Tập 2. Fenri yêu cầu đặt cho mình một cái tên thì thánh nghĩ ra toàn mấy cái tên dành cho chó coi chừng bố mày nhai đầu bây giờ, chốt lại gọi luôn là Fen cho dễ, và thế là năm người cùng Fen lên đường mà đi đến đâu làm người xung quanh sợ đến đấy bởi đã từng có truyền thuyết về chuyện loài fenry phá hủy cả một quốc gia, thế nên rất khó lòng mà dẫn được cả Fen sang phía vương quốc bên kia. Đã đến giờ ăn trưa Mukoda bắt đầu lo vì chỗ thịt heo rừng đỏ tích trữ gần hết rồi. Cậu liền mắng Fen muốn ăn thì tự đi kiếm thêm về đi, Wenner nói cứ dùng phần thịt của hội tôi cũng được nhưng phải làm thì mới có ăn. Fen liền nhảy phóc đi luôn và chỉ sau một phút nó đã đem về một con chim đá là ma thú hạng B mà ngay cả nguyên hội Wenner có dồn sức lại cũng không chắc thắng được, móng và mỏ nó có thể bán với giá rất cao. Mukoda bắt đầu đặt lên chảo nướng chín cả hai mặt rồi đun sôi nước sốt và trộn đều với thịt, một loang đã hoàn thành món thịt chim kèm súp hành. Cậu làm cho mọi người trước rồi mới đến lượt fan sau vì nó ăn nhiều vô tội vạ, sau đó lại lên đường và cuối cùng cũng đã tới được biên giới vương quốc bên kia, do có fan nên rất nhiều binh sĩ đang tập trung trước cổng thành đội trưởng Wenner sẽ đi ngoại giao với họ trước rồi cả hội mới cùng tới. Bên nước họ đang lo sợ liệu con ma thú truyền thuyết này có gây nguy hiểm tới quốc gia mình không. Muko liền nhẹ giọng nịnh nọt phen nhưng dù sao nó cũng không có ý định làm hại ai nếu không ai có ý đồ xấu với mình. Ông đội trưởng kia đã tin Fenry là tòng ma của Mukoda thì cũng đành cho phép vào vương quốc. Cậu nhắc nhở tuyệt đối không được gây rắc rối nếu không sẽ không nấu đồ ăn cho. Muốn vào bên trong cần xuất trình thẻ bang hội nếu không sẽ phải mất 5 đồng vàng còn tòng ma thêm 2 đồng nữa. Tạm thời thì ổn nhưng dần dần chuyện một con fenry vào vương quốc sẽ đến tai bá tước cai quản vùng, rồi sẽ lan đến quốc vương sớm nên khá rắc rối. Dù sao Mukoda cũng có ý định đi chu du khắp dị giới và kinh doanh bằng siêu thị trực tuyến nên không quá lo. Nếu vậy Wenner khuyên cậu nên đăng ký tham gia hội mạo hiểm giả hoặc hội thương nhân sẽ được miễn thuế nhập quốc. Mukoda định chọn hội thương nhân vì muốn mở quán ăn hoặc buôn bán lớn, nhưng Vincent khuyên nên chọn mạo hiểm giả hơn vì những con ma thú do Fen săn có thể bán được với giá hời. Thấy Mukoda vẫn còn băn khoăn mãi Franka gợi ý nên tham gia cả hai luôn. Tiếp theo cả hội tiến vào thành phố mà rốt cuộc lại phải đóng thuế tiếp sót hết cả ruột. Ông chú này là sứ giả của bá tước cai quản vùng này có nghe nói Mukoda sở hữu một con ma thú khủng khiếp nên chủ nhân của ông muốn mời cậu tới thăm dinh thự. Mukoda cố tìm cách từ chối khéo nhưng ông sứ giả kia đâu có dễ buông tha cứ kỳ kèo mãi. Cuối cùng Fen phải ra mặt dọa cho một trận. Bất cứ tên nhân loại nào có ý định lợi dụng sức mạnh của mình thì hậu quả sẽ rất khôn lường hắn mới chịu bỏ chạy. Werner hơi lo lắng vì mấy tên quý tộc coi trọng thể diện lắm nhưng Fen đâu có ngán một ai. Có lẽ để mà đối đầu ngang trình với Phenry chỉ có loài rồng cổ đại, ông cũng thừa nhận 400 năm trước từng đánh với rồng cổ đại rồi và khá ngang ngửa nhau. Cuối cùng Mukoda ký tên xác nhận hoàn thành nhiệm vụ rồi chia tay với nhóm Wenner tại đây, năm người họ đã có một hành trình thật sự tuyệt vời cùng cậu giờ thì tạm biệt ra về. Mukoda và Fen đi tới đâu làm người dân sợ hãi tới đấy, hai người tiến đến hội thương nhân khiến ai cũng choáng ngợp. Các thành viên trong hội thương nhân được chia làm năm cấp bậc với mức phí cũng như quy mô kinh doanh khác nhau. Mukoda tạm thời muốn bán hàng rong hoặc mở sạp thì anh sẽ bắt đầu từ hạng sắt là hạng thấp nhất. Do phòng trọ không cho ma thú vào nên Phen phải nghỉ ngoài chuồng ngựa. Do trưa nay đã không ăn gì nên Mukoda nấu bữa tối sớm một chút. Tự nhiên lại thèm cơm cần đến một cái bếp khác thì anh đành mua trong siêu thị, bắt đầu cho thịt vào chảo nướng xì xèo rồi đổ thêm sốt lên là xong. Lần này mỗi miếng thịt Mukoda dùng một loại sốt riêng như vị tỏi vị củ cải bào vị hành tây mà cái nào fan cũng thích ăn hết. Đến phiên anh thì nấu một bát cơm rồi đặt miếng thịt thái mỏng lên trên và dưới nước tương, vị thịt với nước béo hòa cùng nước sốt quá hợp ăn với cơm ăn no xong thì lăn lên giường nệm đánh một giấc ngon lành sáng hôm sau mang chút đồ muốn bán cho hội thương nhân khiến chị lễ tân phải chó ngợp lập tức dẫn anh vào phòng đây là ông hội trưởng thương nhân đã tham gia nhiều năm mà lần đầu thấy có muối và hạt tiêu chất lượng tốt đến vậy thậm chí có thể coi là hàng thượng phẩm dâng lên đức vua được thứ này mukoda mua trong siêu thị trực tuyến với giá rất hời nhưng làm sao có thể tiết lộ được ông chủ trả giá muối 4 đồng vàng hạt tiêu 10 đồng vàng thánh của chúng ta méo thể tin được có thể bán với giá cao khủng đến vậy Thấy anh đang mải suy nghĩ mà ông chủ còn tưởng Mukoda chê ít liền tăng giá liên tục và chốt cả hai loại 17 đồng vàng, thánh của chúng ta nhận ngay và luôn chứ còn làm mẹ gì nữa. Vậy là thời gian tới không phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc còn giờ thì đến lượt hội mạo hiểm giả, cậu tiến vào trong mà cô lễ tân còn làm cái mặt chán nản đưa đơn đăng ký cho điền. Phí gia nhập là 5 đồng bạc, hạng thấp nhất là hạng G và chỉ được phép nhận ủy thác đồng hạng hoặc cao hơn một hạng có tổng cộng 7 hạng mạo hiểm giả từ S tới G, đối với hạng G thì một tháng ít nhất phải nhận ủy thác một lần. Mukoda tiến về phía bảng thông báo anh chọn ủy thác thu thập thảo dược, sau đó trở về nhà trọ nấu cho fan món thịt ướp sốt vị tỏi vì nó thích vị này. Mà chợt nhớ ra tỏi không tốt cho chó mèo anh thử thẩm định xem sao, thì hú hồn các chỉ số của nó gần đạt mức cao nhất mẹ rồi còn đâu. Tập 3 Do nguyên liệu nấu nướng đã gần hết nên sáng hôm sau trong lúc Mukoda đi hái thảo dược thì fan sẽ kiếm nguyên liệu. Nó nhận ra quanh đây có nhiều vết chân của ma thú liền tạo cho anh một lớp kết giới bên ngoài rồi mới rời đi. Công việc của Mukoda là hái loại cây có tên như trên tờ giấy thì chỉ việc dùng thẩm định tìm ra là xong. Cuối cùng lại hái được còn nhiều hơn cả yêu cầu anh đành lên siêu thị trực tuyến mua chút đồ nấu bữa trưa. Đầu tiên băm nhỏ hành tây rồi chiên tới khi mềm thì cho thịt xay vào. Thịt chín thì đổ sốt thịt với nước dùng, bất ngờ phen lại lôi về một con chim đá ngoài ra vẫn còn mấy con mồi nữa nó đang để tạm ngoài kia. Mukoda tiếp tục cho muối và mì ống giá rẻ vào vậy là đã hoàn thành món spaghetti sốt thịt với thịt nướng. Fan thấy mấy cái sợi này hơi lạ mà ăn một lần là khoái liền, Mukoda rắc thêm chút phô mai bào nữa khiến vị đậm đà hơn hẳn. Fan ham ăn làm dây bẩn tèm lem hết cả người và đây chính là các nguyên liệu còn lại nó đã săn được toàn mấy con quái thuộc dạng nguy hiểm mukoda ném gấu và rắn vào dương vật phẩm nhưng còn con óc này anh không chắc có ăn được không nữa fan kể ngày xưa dân trong thành phố vẫn ăn bình thường mà chả sao hết đã đến giờ trở về lần này fan vác mukoda trên lưng rồi phóng tít mù làm thánh của chúng ta gào ầm lên xỉu ngang đến hội mạo hiểm giả nộp thảo dược mà cô lễ tân ngạc nhiên vì nhiều quá nên nói chuyện với anh nhiều hơn một chút chợt thấy con Fenry của mukoda nằm bên ngoài nhỏ lỡ để lộ vẻ thích thú nhưng lại mau chóng che giấu đi anh muốn thuê mổ hộ 5 con ốc với một lô quái vật nguy hiểm mà fan đã săn được thì được một người dẫn ra đằng sau. Hầu hết thuộc hạng B thậm chí có con còn hạng A luôn. Thịt của chúng là hàng cực phẩm họ sẽ lóc cho Mukoda còn nguyên liệu khác anh có thể đem bán. Trước tiên người đàn ông sẽ cắt tạm một miếng thịt ốc cho Mukoda nấu bữa tối trước còn lại mai mới làm nốt. Dương vật phẩm có chức năng lưu trữ mãi mà không hỏng nên nhét đồ ăn thoải mái. Bắt đầu thái lát thịt thật mỏng rồi rắc muối hạt tiêu và bột mì lên. Nhúng lát thịt vào trứng xong đem lên chảo nướng, Mukoda làm hai loại piccata thịt heo với sốt thịt vị khác nhau. Món này vừa nhẹ vừa đầy đặn lại rất mềm ăn chung cùng sốt càng ngon hơn. Mukoda ban đầu hơi rén nhưng cắn một miếng thì phải thừa nhận thịt óc ngon dã man. Sáng hôm sau anh tới lấy đống thịt đã thuê người ta mổ cũng như số tiền từ việc bán các nguyên liệu, méo thể tin được nó có giá đến 202 đồng vàng. Người kia mới giải thích cho Mukoda ví dụ như tinh hoàn của ốc có thể làm nguyên liệu thuốc kích dục, da của heo rừng đỏ dùng làm đồ da rồi còn nanh các thứ. Ngoài ra còn có một viên ma thạch là viên đá chứa ma lực có ở các ma thú hạng A trở lên, mà nhân tiện ông kể chuyện ngoài kia người dân toàn tranh cãi về việc con Fenry của cậu có phải Great Goof không, vì họ cho rằng Fenry không đời nào chịu trở thành tòng ma nên nghi là Great Goof. Nghe đến đây Mukoda lại có ý định sẽ coi nó là Great Goof luôn để kết thúc mọi sự ồn ào giờ thì thẻ bang hội đã có tiền cũng kiếm được kha khá nên anh quyết định rời khỏi biên giới này luôn hai người đi với nhau một chặng đường dài liền kiếm chỗ nghỉ chân mukoda mà dám cưỡi phen thì có lẽ đã đi xa hơn rồi mở siêu thị trực tuyến ra hôm nay định đãi phen một món ở trái đất mà nó thèm dãi rớt chảy tùm lum rồi nhìn thấy mấy miếng thịt với xúc xích nóng hổi nó lập tức ngoạm luôn bên ngoài thì giòn bên trong ngon ngọt còn mukoda đang chế biến một món bít tết bò đen nhật bản đã từng gây tiếng vang lớn nó giá trị hơn thịt ma thú ở dị giới nhiều nên chỉ được ăn ít một thôi. Phen cắn một miếng mà phải bừng tỉnh cả người vì thứ thịt mềm hết sức tưởng tượng. Ăn no đến đẫy bụng Phen cảm thấy cơ thể đang mạnh lên rất nhiều. Giờ mà cho đánh lại với con rồng cổ xưa hồi trước nó cũng tự tin chiến thắng. Mukoda thử thẩm định một chút thì thánh không tin vào mắt mình mà phải dụi mắt nhìn thật kỹ. Cái chỉ số nó tăng tới tận 50% giờ ngồi im thì phí quá nên fan muốn đi săn một chút. Nó cũng không quên tạo cho Mukoda một lớp kết giới đủ sức chặn được cả hơi thở của rồng nên không sợ bị ma thú tấn công. Thấy một con hươu khổng lồ trên đỉnh ngọn núi fan liền dùng ma thuật sấm sét giật phát đi luôn rồi nguyên một bầy óc bao vây hay thậm chí cả con óc trùm hiếm khi xuất hiện cũng không phải đối thủ của nó. Chưa dừng lại một kẻ địch được cho là cực mạnh đã xuất hiện đó là loài chimera thì cũng chỉ ăn một đòn sấm sét là gục. Sáng hôm sau ngủ dậy Muko đã hoảng hốt với cả núi ma thú cấp cao mà Fen đã săn từ đêm qua, chắc chắn không bao giờ cho nó ăn món bò đen hôm qua nữa. Tập 4 Fen sử dụng cả ma thuật lẫn nanh vuốt để săn ma thú, trong đó nó giỏi nhất là phép thuật gió được ngài Ninlin bảo hộ. Muko đa lần đầu được chứng kiến thì mê lắm anh tò mò mình có thể làm được không? Chỉ cần có ma lực là xài được ma thuật thôi Muko đa liền kiểm tra thử và thấy mình cũng có ma lực. Fan giải thích nếu muốn dùng bất kỳ phép thuật nào chỉ cần tâm niệm dùng được là sẽ được, nhưng thánh của chúng ta éo hiểu mẹ gì. Đành thử tưởng tượng đến hỏa cầu trong đầu rồi giơ tay ra xem sao, cơ mà chả có gì xảy ra cả quê muốn đội quần. Fan nói cần phải để ma lực luân chuyển trong cơ thể mới được rồi bảo anh sờ thử vào người mình mukoda cảm thấy có cảm giác ấm áp thì cũng hơi hơi hiểu ra một chút anh thử tập luyện chút và đã thành công triệu hồi được hỏa cầu nhưng tiếc là không đủ lực để ném fan gợi ý thử đi luyện tập thực chiến xem sao thánh của chúng ta vẫn chưa muốn chết và cũng sợ đau từ chối ngay nhưng đâu có được nó cắp anh đi luôn đối thủ đầu tiên của mukoda là goblin nhưng nguyên một bầy thế kia đỡ sao nổi đã thế Phen liền hú lên một tiếng thu hút sự chú ý của chúng về phía này làm Thánh chạy té đái, xong bỏ đi như một hảo hán để anh tự tập luyện một mình, không còn cách nào khác Mukoda đành dừng lại bắn hỏa cầu thì cũng trúng được hai phát. Nhưng ngay sau đó Thánh vấp chân vào đá ngã lăn quay, con goblin đã vác kiếm nhảy lên chém tưởng chết đến nơi mà hóa ra còn lớp kết giới bảo vệ, nhưng nhìn mặt bọn này đáng sợ bỏ mẹ Mukoda vừa chạy vừa làm thêm mấy trường nữa. Mãi mới tiêu diệt nổi răm ba con thì anh kiệt sức ngất xỉu luôn rồi, phần còn lại là của fan xử lý giúp nốt và mãi đến tối thánh của chúng ta mới tỉnh dậy. Giờ thì ngay cả nằm mơ anh còn thấy cái mặt con Goblin trình hình mà kiểm tra thử mới phát hiện đã lên cấp và các chỉ số cũng tăng một ít. Goblin là loài không thể ăn nhưng riêng con Goblin vua thì có ma thạch nên fan đem về cho anh kiếm tiền. Xong lại đòi ăn món thịt bò trái đất để trả công lập tức bị cô đa mắng cho thịt từ lần trước vẫn còn nên không có chuyện ăn mừng bằng thịt bò hảo hạng gì hết. Anh đứng dậy tính đi nấu đồ ăn cho nó mà chả hiểu sao cơ thể cứ lảo đảo không vững nổi. Thì ra đây là cảm giác ma lực bị cạn kiệt nếu vậy hôm nay sẽ nghỉ nấu ăn mua một ít đồ ngọt là tuyệt cú mèo. Đúng là được bổ sung đường vào người cảm giác bừng tỉnh hẳn. Phen hít hít vài cái rồi cũng thử bỏ miệng xem sao thì thấy mùi vị cũng không tệ và thoáng cái nó ăn hết xin thêm nữa. Mukoda nhắc nhở ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng với tiểu đường nhưng Phen đã nhận sự bảo hộ vĩ đại của nữ thần gió Ninlin khiến nó có thể kháng toàn bộ chất độc và bệnh tật cũng như các trạng thái bất thường. Việc phen giỏi phép thuật gió một phần vì thiên bẩm và một phần cũng vì sức mạnh của nữ thần Ninlin. Nghe đến đây thánh của chúng ta liền ngó lên trời cầu xin thần Phật hãy ban cho con bảo hộ. Hôm sau đến một thị trấn khác mà người dân hết sức hoảng hốt vì con ma thú kia, Mukoda phải giải thích nó là tòng ma của mình rồi xuất trình ra thẻ bang hội. Anh chém gió con này là loài Great Wolf ma thú hạng A và do may mắn nên một mạo hiểm giả hạng E như mình sở hữu bất ngờ fan sử dụng thần giao cách cảm nói với riêng anh rằng mình không phải great goof làm thánh hết hồn thì ra những người có khế ước tòng ma có khả năng giao tiếp qua ý nghĩ vậy là hai người đã được vào trong mà thu hút hết mọi sự chú ý anh để fan ở lại tạm trong nhà trọ rồi đi tìm bản đồ chút để di chuyển đi chu du cho dễ vô tình với được cuốn nhập môn phép thuật ai đọc cũng hiểu nhưng giá tận đến 7 đồng vàng thì ra giấy ở thế giới này là thứ quý giá còn nói về bản đồ thế giới thì hiệu sách không có bán bởi đó là bí mật quốc gia mukoda quyết định thử tới thư viện xem sao nhưng rốt cuộc mất phí hai đồng bạc mà chả tìm thấy gì trở về muộn làm phen đói lắm rồi nó lại dở trò ăn vạ đã thế anh mua luôn đồ ăn có sẵn là thịt gà nướng và thịt heo trên sủ của nhật sốt có hai vị là mặn và ngọt với hương vị nhẹ nhàng và vỏ ngoài giòn rụng lớp thịt thì mềm nhai sướng hết răng trong lúc nó ăn mukoda cũng tranh thủ làm cơm trắng kèm nước sốt và thịt phi lê cho riêng mình nhưng lão chó vẫn nhất định đòi con sen cho ăn thêm hôm sau mukoda ghé vào một quán rượu muốn bắt chuyện với ba người này cách làm thân của thánh rất đơn giản chỉ việc đãi họ trầu rượu này là được người ta đối xử tử tế luôn chuyện là anh muốn hỏi ý kiến từ những người có kinh nghiệm về tình hình đất nước hiện tại nghe tin mukoda tới từ vương quốc dây họ nhận xét từ khi đức vua hiện tại lên ngôi tình hình khá tệ chúng gây chiến liên miên nhằm mở mang lãnh thổ họ còn kể cho anh về tình hình của một số vương quốc khác cũng như những nơi có nhiều hầm ngục thu hút mạo hiểm giả Tuy nhiên Mukoda không ham mê gì mấy cái đấy vì mạng sống là quan trọng nhất. Nghe tin anh không có bản đồ, họ mới nói thầm thật ra nhóm mình có một bản đồ nhưng không được để lộ cho ai biết. Ba người được một mạo hiểm giả tiền bối thân quen tặng lại vì đã giải nghệ. Họ sẵn lòng cho Mukoda thứ này vì dù sao cũng ghi nhớ hết trong đầu rồi nhưng muốn xin anh thêm một đồng vàng. Sau vài giây lưỡng lự, anh quyết định mua luôn. Cho đến khi nhóm ấy rời đi, mấy người còn lại trong quán mới sặc cười bởi cái bản đồ này ở hội mạo hiểm giả bán đầy với giá một đồng bạc. Hòa ra bị lừa rồi vừa xót tiền vừa quê vãi nhái. Tập 5 Trên trời một nữ thần đang thắc mắc tại sao quyến tộc Fenry của mình đang thân thiết với một con người. Về phía Mukoda thì vừa rồi phải chịu một màn gần đất xa trời trên lưng con Fen. Nó cứ chạy đâm thẳng qua rừng làm người anh đầy thương tích. Hai người đang trên đường tới biển nhưng Fen tạm dừng tại một cái hồ vì thèm ăn cá. Toàn thân nó toát ra luồng sấm sét và hú lên một tiếng giống trời khiến bọn cá cứ thế giật điện nổi lên lình phình. Chúng chỉ trong trạng thái bất động thôi một lúc sau sẽ tỉnh lại ngay. Mukoda xuống vớt thử mỗi loại vài con mà thậm chí có loài có độc luôn phen vẫn kêu nhặt về như thật. Anh ném òm đi mà nói tuy ông có bảo hộ thần thánh nên không ảnh hưởng nhưng tôi chúng độc là ngỏm đấy. Lão còn thích cái cảm giác tê tê đầu lưỡi của độc mới chịu. Đầu tiên hai người sẽ đi nhặt củi về chuẩn bị bếp lửa vì phải dùng đến lửa trần để làm cá nướng muối. Trong lúc mua bột mì với bơ và nấm mà con phen bên cạnh cứ luôn mồm đòi mua cả thịt nữa nhưng thánh nhất định không. Cũng may do đã từng xem mấy video thử thách 24 giờ nên anh biết cách làm ẩm thực xã ngoại, đầu tiên lọc bỏ nội tạng rửa sạch với nước rồi xiên lên que và rắc thật nhiều muối sau đó nướng từ từ. Đối với con to khủng bố này thì bỏ đầu lọc hết vảy và nội tạng rồi xẻ đôi thân dọc theo xương sống. Đặt hành tây lên giấy bạc phết bơ và đặt miếng cá lên trên rắc muối với hạt tiêu, tiếp đó thêm các loại nấm cũng như ít rượu rồi cuốn lại đem đi nướng. Đối với phần cá còn lại thì rắc chút muối tiêu lên trên đợi một lúc cho ráo nước rồi thêm lớp bột mỏng và nướng chảo. Vậy là đã hoàn thành ba món cá khác nhau thơm nước mũi, mỗi người cắn thử một loại khác nhau mà phải thốt lên cùng lúc ngon hết sảy. Hôm nay Mukoda còn mang theo cả bia uống với đồ nhắm mới đã, nướng cùng giấy bạc khiến thịt mịn rất hợp với nấm và đó cũng chính là món fan thích nhất. Rốt cuộc hai người làm một bữa tối no căng bụng mà ăn tối ngoài trời cảm giác cứ như cắm trại vậy. Tình cơ thấy một con sờ lam anh tò mò sờ thử thì nó mềm mềm mát mát như thạch rồi còn thò tay ra chạm rõ cute. Con sờ lam yếu nhất này mới sinh được 3 ngày và hình như nó đang đói riêng gì. Đang tiếc vì đồ ăn hết rồi nhưng nó lại nhảy ra ăn rác cơ và phen kể chúng còn ăn được cả đá cuội ven đường. Từ vỏ hộp đến lá cây đều ăn hết và tí thì lụng luôn cái chảo may muco đang ăn lại kịp. Thanh niên mới nhảy ra ăn luôn cái đĩa như thật. Nhưng được cái nó dọn sạch sẽ giúp chỗ rác nên anh xoa đầu khen. Mà hình như sờ lam hiểu được nó nhảy cẫng lên sung sướng rồi chui vào tay anh cho vuốt ve. Mặc dù không cần lập khế ước nhưng con sờ lam đó muốn trở thành tòng ma của Mukoda và anh cũng đựng nó như thể chấp nhận vậy là khế ước đã được thiết lập. Vậy thì Mukoda đặt tên cho con tòng ma mới này của mình là Sui. Hôm sau anh tập luyện bắn đạn đá nhưng lực vẫn rất yếu không ăn thua. Ngồi xuống mới uống chai nước một tí con Sui đã đòi ăn Mukoda không cho. Nhân tiện thì mấy ngày nay nó đã to lên và cấp độ cũng tăng nhiều nghĩa là rác thải từ trái đất cũng có ảnh hưởng. Trưa nay Muko đã làm món thịt óc ướp sốt miso và chưa kịp nói xong con chó đã ăn tới tấp rồi. Anh cũng mời cả Sui ăn xem sao thì nó nhón cánh tay ra lấy. Ăn xong lần này là cả hai đứa đều dơ bát ra muốn xin thêm. Dần dần quen với đồ ăn dị giới Muko đã thấy thịt ốc không còn đáng sợ nữa mà thích mê. Cơ mà lần này còn có Sui rửa bát giúp như vậy sẽ tiết kiệm được nước rửa thánh khoái lắm liền ôm ngay bé ngoan vào lòng trả bù cho cái con suốt ngày chỉ biết ăn kia. Nhân tiện đây là bữa ăn đầu tiên của Sui Mukoda quyết định bày ra món Dorazaki và trà xanh làm trắng miệng. Mỗi lần thích thứ gì nó lại tạo hình trái tim rồi dùng mình ra hiệu. Sáng hôm sau fan có một chuyện quan trọng thông báo đó là đêm qua có nhận được thông điệp từ nữ thần gió Ninlin. Ngài ấy đã nghe thấy khao khát muốn nhận được bảo hộ từ Mukoda hôm trước nên sẽ đáp ứng cho. Bù lại mỗi tuần một lần anh phải cúng đồ ngọt trái đất lên tế đàn và cầu nguyện với nữ thần. Tất nhiên bảo hộ ấy không thể chống lại cái chết tức khắc hoặc phép thuật cực mạnh, mà sẽ giúp Muko đa kháng mọi trạng thái bất thường. Anh có thể dùng hòn đá bên kia làm tế đàn luôn cũng được. Quan trọng là phải thành tâm cầu nguyện và đây chính là xét đồ ngọt chuẩn bị theo yêu cầu của nữ thần. Mukoda đa chắp tay lại cầu nguyện thì rất nhanh chóng anh đã nhận được bảo hộ. Tưởng thế nào chứ hóa ra đây chính là món bánh đậu mà nữ thần đã hằng ao ước. Nó vừa mềm mại mịn màng phải nói không có mỹ từ nào có thể diễn tả nổi. Bà này ăn như trẻ con thấy sắp hết lại buồn thiêu. Tất cả những món đồ quý giá này nhất định phải ăn thật tiết kiệm mà trân trọng từng chút. Nói là thế chứ vị ngon không cưỡng lại nổi bà ăn như thủng luồng. Tiếp tục tập luyện bắn đạn đá nữa thì lần này Mukoda đã thành công một phần là nhờ bảo hộ của Ninlin Hòn đá vừa to mà tốc độ cũng nhanh hơn trước xui thì lên cấp độ 13 rồi, nhưng cứ dùng ma lực quá độ lại kiệt sức anh cần bổ sung đồ ngọt bằng thanh sô-cô-la và cà phê gấp xui cũng đòi ăn cùng rồi hai người cùng ngồi đợi phen đã đi đâu mất tiêu một lúc sau mới quay về cơ mà bị lộ luôn mùi sô cô la rồi nó liền ăn vạ nằm lì dưới đất đòi ăn hết cách muko đã liền mua cho một đống bất ngờ tai anh nghe được giọng nói của nữ thần gió ninlin rằng hãy dâng sô cô la cùng dorazaki lên chính mùng bà nội kêu một tuần một lần mà chưa gì đã đòi rồi háo ăn y hệt con chó kia thế là nhỏ cũng không tỏ vẻ nghiêm túc gì nữa mà lộ luôn bản chất Thôi thôi bà nội ăn no rồi thì biến đi cho con nhờ. Mukoda lại leo lên lưng Phen tiếp tục chuyến hành trình. Tập 6 Hóa ra nơi ông sói dẫn cậu đến là một hầm ngục để thực chiến cho phép thuật đất. Thánh của chúng ta đang tính chuồn thì nó ngoạm rồi lẳng anh vô luôn. Mới nghe cái âm thanh rùng rợn Mukoda đã vội chạy ra nhưng Phen nói đôi khi có những lúc anh cần biết tự bảo vệ mình. Vậy thì trước khi lâm trận anh quyết định ăn một bữa thật no nê toàn các món ăn trái đất bởi chúng tăng sức mạnh rất lớn cho người ở thế giới này trong một khoảng thời gian thánh ăn lấy ăn để, còn riêng xui thì khác ăn những vật phẩm không phải là thức ăn sẽ khiến cấp độ của nó tăng lên dần và được vĩnh viễn. No tròn xoe cả bụng thì các chỉ số cũng được tăng lên 20% Mukoda mới dám rút kiếm tiến vào, nhưng vẫn rất rén phải để phen đẩy đi mới chịu. Tình cơ gặp một con sờ lam thì nhanh như cắt xui đã bắn một trưởng dung dịch axit đậm đặc ra tiêu diệt nó luôn. Lần này là hai con cùng lúc Muko đa liền hợp lực sử dụng bắn đạn đá, hầm ngục giống như một sinh vật sống nó sẽ hấp thụ bất kỳ ma thú hay con người nào chết ở đây như thức ăn. Tiếp tục tiến vào trong gặp loài thỏ sừng mà thánh sợ quá quên bánh cả dùng phép thuật luôn. Rồi gặp con goblin thánh lại lỡ dùng đòn hỏa cầu thay vì đạn đá đang cần luyện tập. Tiến xuống sâu hơn nữa thì gặp mấy con sói biết đi bằng hai chân bị nó dí làm Muko đa chạy té đái, cuối cùng cũng bình tĩnh mà dùng đòn đạn đá bắn chúng được. Đã đến với tầng cuối cùng là một không gian rất rộng, phen nói có khoảng 10 con sói nhưng những thứ đang đập vào mắt thánh của chúng ta không hề như vậy. Mukoda muốn về lắm rồi mà đâu có được phen Quảng Anh xuống đấy, xui thì khác có vẻ rất có tinh thần chiến đấu. Bị đến vài trăm con sói nhìn chằm chằm vào mình chắc về mở nồi cơm ra Mukoda cũng thấy ba con sói mất, chúng nó lao đến mà bị kết giới của anh đánh văng hết. Xui thì nhiệt tình bắn trưởng liên tục, không thể thua kém cục sờ lam anh cũng bắn ra hàng loạt trưởng đạn đá. Hết đàn này tới đàn khác thánh vừa bắn vừa gào thét sợ hãi cuối cùng cũng xong hết và con trùng lúc này mới xuất hiện giờ thì thực sự làm Mukoda đái ra quần. Nó bổ một nhát dìu cày tung mặt đất lên, Mukoda vừa chạy vừa bắn đạn đá liên hoàn nhưng không nhằm nhò gì mấy. Lúc này fan mới nói dưới đòn tấn công của nó thì kết giới của ông cũng là rất nguy hiểm nên nhất định đừng để bị đánh trúng. Mukoda vẫn sức bắn một trưởng đạn đá khá to nhằm ngay giữa đầu nó nhưng cũng chỉ khiến con sói bị thương còn anh thì đã hết ma lực kiệt sức ngay lúc này xui phun ra dung dịch axit đậm đặc mới hoàn toàn kết liễu được con trùm một lát sau xui mới vỗ vỗ vào má mấy cái cho anh tỉnh dậy và nói may quá làm thánh hết sức hú hồn không ngờ con sờ lam lại có thể nói chuyện thì ra sau khi đánh bại con trùm nó tự dưng biết nói và gọi mukoda là chủ nhân Ôi quả giọng dễ thương muốn xỉu giờ thì nó đã lên cấp độ 7 rồi. Đồng thời anh cũng từ cấp 4 thăng lên 7 và thành công học được phép thuật đất, nhưng thế éo nào vẫn thua bé xui chứ. Nó hỏi chủ nhân không vui khi xui mạnh lên sao. Ôi quả giọng thiên thần như này ai mà ghét cho nổi. Sau đó Fan trở lại với mồm nhoe nhoét màu đỏ vì Mukoda bất tỉnh lâu quá ông đã đi kiếm chút đồ ăn cho đỡ đói. Cơ mà cái vụ fan nói kết giới có thể bị phá hủy là lừa đảo vì nãy con sói đánh cũng xi si nhê chút nào đâu. Nó nói vậy để anh có thể bộc lộ toàn bộ sức mạnh. Mukoda bắt đầu sát nhỏ hành tây rồi thái thịt chim đá thành những miếng vừa, cho các loại gia vị vào chảo rán đợi một lúc đến khi chín cho một nửa chỗ trứng vào. Sau khi trứng xe lại thì đổ nốt phần còn lại vô, cuối cùng là đổ lên tô cơm và hoàn thành món ăn mới mà chưa kịp thông báo hai đứa kia đã đứng sẵn sau lưng chờ được ăn rồi. Xui ăn còn chưa hết nhưng thấy fan xin thêm nó cũng lon ton xin thêm bát nữa. Ăn xong bữa nó kể trong lúc muco đang ngất xỉu đã trò chuyện với bác fan rất nhiều. Nghe xui gọi fan bằng bác làm thánh bật cười còn ông ta lại đang xấu hổ. Riêng chủ nhân thì nó chỉ thích gọi là chủ nhân thôi. Bị bác fan mắng khiến nó sợ co rúm người lại được muco đa bế lên tay vuốt ve an ủi. Thấy có lỗi fan đành đồng ý cho gọi mình là bác. Chị. Tập 7 Nghe tin khu rừng này bao gồm lãnh thổ của toàn bọn quái vật cấp boss Muko đa sợ đái ra quần. Và quả đúng là vậy đang có nguyên đàn Osros vây quanh nhe nanh thì Phen kêu anh mau tránh ra chỗ khác. Một đứa lao đến nó chỉ việc vẩy tay cái bay màu luôn làm đám còn lại sợ bỏ chạy. Thấy chiêu vừa rồi rất ngầu xui cũng muốn làm theo nhưng tiếc là không có móng. Muko đa liền động viên xui có tuyệt kỹ phun axit cũng tuyệt vời lắm rồi làm nó sướng. Tối đó anh vừa làm việc vừa phải run rẩy sợ hãi vì tiếng kêu xào xạc của bọn Othus ở khắp nơi. Thầy xui than đói bụng thánh liền chạy lại gần vút ve bé nó và chuẩn bị cho ăn, thái độ đối xử khác hẳn so với Phen. Tính tới nay đã mất 3 tuần mà mới đi được nửa đường nghĩa là phải thêm 3 tuần nữa mới ra khỏi khu rừng này được. Hôm nay Muko đã lần đầu thử làm món rắn đen. Đầu tiên cạo thịt ra khỏi xương cắt thành những miếng vừa ăn rồi rắc đường nhào nhẹ, sau đó thêm rượu và muối. Các loại gia vị thì đổ dần vào bát chờ đến khi thịt ngấm rượu là cho vào chảo chiên cùng gừng tỏi. Cuối cùng thêm nước sốt hành củ và hành trắng cũng như ít bột khoai tây vào là hoàn thành món rắn đen sốt ớt. Thanh nhắm mắt nhắm mũi ăn thử và dặn lòng đây là thịt gà nhưng không ngờ nó lại rất ngon. Xui thấy hai người ăn cũng đòi được ăn với mà vừa ăn nó vừa làm hình trái tim. Rốt cuộc nấu nướng một hồi mà phen nó ăn luôn cả phần của anh. Cũng may còn sót lại tí xíu mucoda kẹp bánh mì ăn tạm. Hôm sau vô tình gặp loại nấm có tác dụng hồi phục khiến những vết thương sâu hay gãy xương sẽ nhanh chóng lành lại. Vậy thì Muko Da liền hái một ít, xui ngửi mùi thơm quá cũng xin chủ nhân cho ăn vài cây nấm mà một lúc sau nó lóe sáng cả người trong khoảng thời gian ngắn. Muko Da thử thẩm định xem sao thì phát hiện xui đã có thêm dòng chế tạo thuốc hồi phục. Ngày xưa fan cũng từng thấy một số sờ lam ăn nhiều kim loại cái hóa thành sờ lam kim loại luôn, vậy thì hết sức tuyệt vời rồi thánh của chúng ta lại bế nhóc nó lên nựng nịu khen không ngớt lời. Ngay sau đó anh đã hứng được một chai thuốc hồi phục thượng phẩm do xui chế tạo ra có thể cứu chữa người đang hấp hối. Ngoài ra còn các mức độ như chữa vết thương đau vừa vừa và vết thương hơi hơi đau, dù đã sống rất lâu rồi nhưng lần đầu Phen gặp sờ Lam biết chế thuốc hồi phục, được chủ nhân khen làm nó cười khoái chí. Hôm nay cả bọn đối đầu với một con ma thú chim ưng cứ nghĩ nó tấn công nhưng không. Con này là con biết nói duy nhất trong loài và nó chỉ đang cúi đầu xin được đấu với ngài Fenry để có thể trở thành thủ lĩnh vì phải đánh với những kẻ hùng mạnh mới được công nhận, Phen đồng ý và bắt đầu lao vào nó luôn. Con chim dùng các đòn cào nhưng Phen né được và bồi cho một cú đạp bay lên trời. Lần này nó rũ lông ra rồi phóng xuống liên hoàn tạo ra các bụi bay mù mịt để đột kích bất ngờ. Nhưng Phen hoàn toàn né được hết và tạo ra một cơn lốc xoáy lớn cuốn nó vào khiến con chim máu me be bé bét. Mukoda phải vội kêu dừng tay lại ngay từ đầu anh đã bảo hãy nương tay với nó rồi. Con chim ưng đang hấp hối nhưng vẫn cảm ơn ngài Fenry đã đấu với tôi. Mukoda vội vã đổ sạch chai thuốc cũng như nhờ xui tiếp tục cứu chữa nó và rất may các vết thương đã dần lành lại. Thấy con chim khá thất vọng về bản thân thì anh động viên nó đã gây được một vết thương nhỏ cho Fenry là thành tích lớn rồi. Nghe vậy nó sung sướng liền gào rú lên gọi nguyên bầy tới và giờ đã chính thức được công nhận là thủ lĩnh. Nó trả ơn cho Mukoda một cọng lông mà lần sau đi qua khu vực này anh sẽ không bị ăn thịt. Tối đó Mukoda làm món thịt ốc đầu tiên phủ bột mì với trứng đánh bông và vụn bánh mì lên. Sau đó chiên trong dầu nóng cắt nhỏ và thêm bắp cải với nước sốt vào vậy là đã hoàn thành thịt ốc chiên xù. Ăn vừa nóng hổi vừa ngon và lần nào cũng phải nấu đến mấy lượt liền mới đủ cho bọn này ăn. Mà nhờ có phe nhắc Mukoda mới nhớ ra tuần này đã quên bén dâng lễ vật lên cho nữ thần Ninlin phải vội vã làm ngay, hôm sau cuối cùng cũng thoát khỏi khu rừng rậm để đón nhận bầu trời trong xanh và đồng cỏ mát lành. Nhận ra phía trước mặt có một cái xe ngựa hình như đang bị bọn đạo tặc tấn công hai người vội vã phi tới đó. Tình hình vô cùng nguy cấp khi bọn đạo tặc đang dần áp đảo những người kia, phen tới liền rú lên một tiếng yêu cầu tất cả buông bỏ vũ khí mà giơ tay chịu trói. Người đàn ông này là Lambert, chủ đoàn thương nhân lưu động còn năm người kia là hội mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ hộ tống. Do hai bên đang cùng đích đến với nhau là vương quốc phía trước mặt thì nhóm họ sẽ trợ giúp dẫn đường để trả ơn anh. Tập 8 Không tin nổi cái tin đồn về Fenry là tòng ma của một con người lại lan tỏa nhanh như vậy ngay cả hội này cũng đã biết. Hóa ra là vì thư có thể được vận chuyển bằng phép thuật dịch chuyển. Tôi đến Mukoda chọn một địa điểm khuất tầm mắt họ để tự do nấu nướng. Fen muốn ăn thịt anh liền tỏ ra khó chịu lại thịt. Nhưng khi xui nói muốn ăn thịt thánh thay đổi 180 độ luôn vui vẻ lôi ra hết toàn bộ chỗ thịt ít ỏi còn sót lại. Hai món hôm nay là thịt chiên ngập dầu, trong đó một loại có thêm nước tương. Nhóm ông chủ đoàn thương nhân ngửi thấy cái mùi gì thơm thơm tò mò tiến lại gần thì không thể ngăn nổi cái bụng réo. Mukoda mời mọi người cùng ăn và họ ăn lấy ăn để ăn vô vập tới tấp cho dù rất nóng vì quá ngon. Rốt cuộc là hết sạch thịt luôn rồi, Mukoda vẫn chưa có cái gì bỏ bụng. Việc canh gác đêm sẽ để bọn họ lo coi như trả ơn. Cuối cùng cũng đến với thành phố Carolina của vương quốc này và lũ đạo tặc đã được giao cho các kỵ binh xử lý. Mukoda tới hội mạo hiểm giả xuất trình thẻ thì đáng tiếc đã bị hủy mất rồi, bởi một tháng trở lại đây anh ở nguyên trong khu rừng kia không có nhận ủy thác nào nên đã mất tư cách mạo hiểm giả. Cô Lễ Tân khuyên đối với các mạo hiểm giả mới họ thường sẽ nhận đại một ủy thác và nhanh chóng tăng hạng từ G lên F. Như vậy thời hạn hiệu lực sẽ được kéo dài lên 3 tháng, thế là Mukoda buộc phải đăng ký lại từ đầu và lần này anh còn bổ sung thêm một tòng ma nữa là Slam. Làm mọi người trong tiệm cười ầm lên nhưng đâu biết sức mạnh và độ dễ thương của cháu nó đồng thời anh cũng thuê họ cắt thịt cho và đem bán một số bộ phận của các loài ma thú mà phen đã săn được chỉ riêng con chimera chắc giấu mẹ đi khỏi đem ra luôn được động tay vào xử lý những hàng thượng phẩm như này thợ mổ ma thú cũng thấy thích nữa ngoài hội mạo hiểm giả ra vẫn còn những nơi khác nhận việc mổ ma thú tuy nhiên họ làm rất ẩu mà giá thì cắt cổ còn hội mạo hiểm giả làm luôn luôn là chất lượng nhất năm người mạo hiểm giả kia mới tò mò hỏi chỗ thịt hôm qua nhóm mình được ăn là gì nghe anh liệt kê ra toàn là các loài thượng phẩm họ chỉ biết cúi đầu xin lỗi nhưng mukoda không sao hết vì thịt anh vẫn còn rất nhiều nếu vậy có việc gì cứ nhờ tới bọn này vì hội này cũng thuộc dạng có tiếng trong thành phố mukoda buộc phải ở lại thành phố này để cố gắng lên hạng ép dù thực lòng anh có muốn làm mạo hiểm giả đâu đang chuẩn bị ngủ thì giật mình bà nữ thần gió gọi dậy kêu đừng quên nghĩa vụ của mình, đúng lúc đang có sự kiện bán pudding và thạch mucođa liền lựa vài cái rồi cầu nguyện dâng lễ vật cho người. Hôm sau tới hội mạo hiểm giả lựa ủy thác thánh của chúng ta muốn chọn thu thập thảo dược cho an toàn. Fan thì liên tục nhắc mau chọn thảo phạt goblin để thăng cấp cho nhanh mà mukoda vờ như tai điếc, không thuyết phục được tên chủ nhân thì nó hỏi sang bé xui có muốn chiến đấu để bắn đạn axit không. Anh thuyết phục thay vì làm những việc nguy hiểm chúng ta hãy thu thập thảo dược cho nhàn nhưng xui lại thấy đi bắn bục bục vui hơn và cuối cùng hết cách Mukoda vẫn phải nung chiều nó, tiến đến khu rừng phía đông nơi bọn Goblin xuất hiện thường xuyên. Thảo phạt 5 con sẽ được thưởng 3 đồng bạc và 3 điểm và khi tích đủ 100 điểm là lên hạng ép, vừa mới gặp mấy con Goblin mà xui nó bắn cho ba trưởng đi đời hết luôn. Việc tiếp là phải cắt tai chúng để chứng minh cho việc thảo phạt thì thánh khóc thét nhất định không muốn. Nhưng rốt cuộc vẫn phải làm cảm giác nó khác hẳn so với cắt thịt động vật, cơ mà do hét to quá dẫn đến nguyên một bầy lớn nữa kéo đến vẫn là một tay xui xử gọn sạch chúng bằng đạn axit. Phe nói có nguyên ngôi làng Goblin luôn thì Mukoda muốn về lắm rồi. Nhưng cái ánh mắt cầu xin của xui lại khiến anh động lòng quyết định đi tiếp. Bù đắp cho một bãi Goblin ngổn ngang kinh tởm này là lời nói siêu cu te xui yêu chủ nhân. Thánh của chúng ta cắt tai hết nguyên đám này xong muốn ói mửa luôn rồi còn phần thân xác bỏ đi thì xui sẽ làm tan chảy hết chúng để dọn dẹp. Giờ thì nó đã tiến hóa lên một đẳng cấp mới có khả năng biến to thu nhỏ tùy ý. Xui phân ra thành hàng tá các bản nhỏ rồi cùng bu lại làm tan chảy hết chỗ Goblin. Trưa nay Muko đã mệt lắm rồi nên xin phép mua bánh ăn sẵn. Xui thì chỉ cần là đồ ăn của chủ nhân nó đều thích hết. Hôm nay sẽ thử các loại bánh mặn có thịt mà cả hai đều khen ngon không ngớt. Thịt thì dài mỏng lại dai vừa phải. Lớp bột giòn còn được trộn với cà ri đem lại hương vị phong phú. Đây là lần đầu tiên thấy fan trực tiếp khen đồ ăn của mình ngon cơ mà nó còn đỏ mặt luôn rồi. Ban đầu tính là định 2-3 tháng mới lên hạng nhưng quần què gì sau một ngày đủ lên ép luôn. Tập 9 Việc Muko đã mang nguyên một túi lớn đựng tay Goblin về đã gây náo loạn tại hội mạo hiểm giả. Nghe tin chủ hội mời anh và Tòng Ma vào nói chuyện làm thánh cạn lời luôn rồi, hóa ra ông muốn tưởng thưởng xứng đáng cho việc thảo phạt nguyên một hang ổ Goblin của anh và đồng thời cũng bị lộ phen là loài Fenry nữa. Ngoài ra lại có một bức thư khẩn từ cung điện gửi cho tất cả quý tộc nói rằng Mukoda có thể tự do đi lại trong quốc gia này. Đồng nghĩa với việc giới cao tầng vương quốc và các quý tộc sẽ không làm gì anh vậy là được sống tự do rồi. Còn nói về việc muốn thăng lên hạng G thì ông chủ mạo hiểm giả thậm chí còn có thể sử dụng thẩm quyền để đưa Mukoda lên hạng C luôn. Nhưng bù lại ông có một yêu cầu đó là muốn fan của anh giúp mình thực hiện một số ủy thác cấp S hoặc A bởi mấy ủy thác cấp cao đa phần toàn bị trễ hạn do không có nhiều mạo hiểm giả nhận được. Nhân đây Mukoda có vài thứ muốn bán cho ông đó là các ma thú cấp cao như Osros hay Chimera vì sợ gây sự náo loạn nên lúc này anh mới bí mật lôi ra cho hai người xem. Tuy nhiên Chimera và Osros họ không thể mua lại được bởi hội không đủ tiền cũng như thậm chí còn không định được giá trị. Và ngoài ra trong này còn có con Blue Oxer là một ma thú cấp S cũng như con Orking cũng tiệm cận cấp S luôn. Xui trong túi liền chui ra nói mình cũng muốn mạnh như bác Phen được bắn bụp bụp hạ thật nhiều ma thú. Tối nay Mukoda muốn làm món không có dầu mỡ một chút. Đầu tiên lấy thịt ức chim đá đun sôi trong rượu nóng và muối, sau đó bổ quả cà chua anh em thấy con xui rất cu te đúng nhận sai cãi. Xui cũng nhảy lên muốn làm phụ chủ nhân việc dùng tay xé thịt ức, xong rau và thịt thì thêm sốt vừng vậy là đã có món chim đá bang bang. Chuyển qua món thứ hai thì cắt thịt thành những miếng vừa miệng rồi nêm gia vị với rượu và nước tương rán hai mặt của thịt và thêm rau vào sau đó cho gia vị vậy là có món chim đá ớt chuông xào. Cuối cùng đã đến bước thưởng thức thì xui khen cái món nâu nâu này ngon ngọt quá. Hôm nay không nấu cơm nên Muko đa kẹp với bánh mì ăn. Xui có vẻ không thích ớt chuông lắm vì nó hơi đắng nhưng vẫn cố ăn hết. Mà nhận thấy chỗ ngủ ngoài trời của fan có vẻ hơi chật anh lôi ra tấm đệm giải xuống cho nó nằm. Sáng hôm sau Mukoda đã nhận được thẻ bang hội hạng C với hạn nhận ủy thác là nửa năm và ngoài ra mấy cái túi này là tiền của hội trả cho số nguyên liệu hôm qua từ Anh. Đợt ma thú đầu có tổng cộng 461 đồng vàng cùng với thịt đang được cất trong kho, đợt thứ hai mới gọi là kinh khủng với toàn ma thú thượng cấp tổng cộng đến 1.415 đồng. Cộng hai khoản đó lại với thêm phần thưởng cho ủy thác diệt Goblin nữa thì tất thảy Mukoda nhận được 1.946 đồng vàng. Còn lần này hội có hai ủy thác muốn nhờ fan thực hiện giúp đó là thảo phạt thần lằn kim loại và bò sừng đẫm máu. Đầu tiên là thần lằn kim loại sống ở chân núi cách đây hai ngày xe ngựa, do phần da là sắt thép nên đòn tấn công vật lý gần như vô hiệu vì vậy lâu rồi không có ai nhận ủy thác này. Mukoda nhớ fan đã từng săn loài này rồi, tiếp theo là bò sừng đẫm máu định cư theo đàn ở thảo nguyên phía tây nơi vốn là bãi săn cho những mạo hiểm giả tân binh. Chúng rất nguy hiểm vì vô cùng hung dữ nhưng thịt thì thuộc loại hảo hạng. Sau đó Mukoda tới cửa tiệm của ông Lambert muốn mua một cái túi mới thì được dẫn đi tham quan các loại làm từ da ma thú, anh muốn mua một túi để đựng xui nên thả nó ra cho lựa chọn, nhìn quanh một hồi có vẻ đã chọn được cái mình thích nó nhảy vào luôn. Đồng thời Mukoda muốn một cái thắt lưng treo được dao với ví da và một đôi giày da nữa, tổng cộng tất cả hết 11 đồng vàng nhưng ông không lấy tiền để trả ơn hôm trước được anh cứu mạng, cũng như đã biết tin thịt hôm đó mình được ăn là hàng thượng phẩm ngoài ra ông còn muốn mua ra của loài rắn đen từ mukoda nữa nhưng tiếc là anh đã bán hết cho hội mạo hiểm giả rồi bởi hàng đó hiện tại cửa hàng nào cũng khan hiếm tuy đắt nhưng lại rất được ưa chuộng nhiều người mua ông còn nghe nói gần đây hội mạo hiểm giả mua được cả một con rắn đỏ cao cấp mà con đó cũng mukoda bán cho họ chứ ai anh hứa lần sau nếu có ra của các loài rắn ấy sẽ giữ lại bán cho ông bù đắp chỗ đồ được mua miễn phí Tối đó Muko đã làm món rắn chiên, bắt đầu từ rắn đỏ đầu tiên chiên dầu ở nhiệt độ thấp rồi vớt ra, sau đó lại cho vào chiên trong dầu nóng là hoàn thành. Bên ngoài giòn rụng bên trong ngon ngọt lại còn ăn kèm với bia thì hết nước chấm, do mới có rất nhiều thịt nên hôm nay ba người ăn tha hồ. Tập 10 Đã đến với ngọn núi con thần lằn kim loại sinh sống phen đứng tập trung nghe ngóng một chút rồi phi thẳng tới hang động nó. Nhưng có vẻ như thần lằn kim loại đã ăn Mitri và tiến hóa thành thần lằn Mitri nghĩa là ma thuật sẽ vô hiệu đối với nó bởi mithri là kim loại có khả năng kháng ma thuật tốt nó sẽ phân tán sức mạnh để giảm thiệt hại về phía mình cơ mà fan đơn giản chỉ việc giật một ma thuật cực kỳ mạnh mẽ không thể bị cản lại là được sau đó mukoda đem cất vào dương vật phẩm đây là lần đầu anh được thấy khoáng thạch mithri thứ rất quý giá trong các bộ phim hư cấu nên lụng một ít về chợt nghĩ đến việc làm thử cái áo giáp thì lập tức fan dập tắt suy nghĩ ấy luôn vì chả thứ gì sánh được với kết giới của nó cơ mà thánh của chúng ta còn chưa kịp nghỉ ngơi lấy một giây Phen đã lôi đi làm nốt ủy thác còn lại đó là săn nguyên một đàn bò sừng đẫm máu ở thảo nguyên phía Tây. Mukoda cùng Sui sẽ ngồi yên đây chờ nó đi xử lý bọn bò cho lẹ cơ mà Sui không nghe cũng muốn đi cùng bác Phen cơ. Cái nó dãy nảy lên ăn vạ rồi nhảy mất hút ra đấy luôn. Trong chớp mắt đã diệt gọn bọn chúng Sui liền về kể ban đầu bác Phen bắn một luồng gió cực mạnh sau đó Sui bắn bụp bụp là xong. Thấy chủ nhân cố nhồi nhét bọn bò vào dương vật phẩm Sui cũng muốn giúp một tay nó liền phóng to rồi phân tách ra nhiều bàn nhỏ. Xong việc đến giờ ăn trưa Muko đã đem ra món sandwich cốt lết thịt óc và chim đá mà anh đã làm tối qua. Thấy chủ nhân uống cái nước kỳ lạ xui thắc mắc thì anh giới thiệu đây là coca một loại đồ uống có ga, rót ra cho uống thử mà bé nó có vẻ khoái lắm xin thêm bát nữa. Phen cũng liếm thử phát mà hết hồn vì cái vị tê tê ở lưỡi quá tuyệt vời. Cơ mà nó uống đến cả lít rưỡi nước xong ngồi ở liên tục làm Muko đã ôm bụng cười còn xui thì khen bác Phen giỏi quá. Đem con thần lằn Mitri về lại một lần nữa anh khiến chủ hội mạo hiểm giả và thợ mổ ma thú há hốc mồm vì thứ này quá hiếm. Theo như ghi chép loài này mới chỉ xuất hiện duy nhất một con vào 400 năm trước. Cơ mà không những con thần lằn hiếm ngay cả mỏ khoáng Mitri cũng thuộc dạng siêu hiếm trên thế giới chỉ đúng ba mỏ được khai thác. Đối với lãnh chúa đây sẽ là tin cực nóng và Mukoda buộc phải bán con này cho hội. Cũng như mỏ Mitri sẽ được báo cáo lên trên và dâng ra con này cho đức vua. Tổng cộng nam chính sẽ nhận phần thưởng khoảng 5.000 đồng vàng thế thì khác mẹ gì có thể sống sung sướng cả đời. Cơ mà tự nhiên có một đống tiền đổ vào đầu Mukoda cũng thấy bất an lắm chứ. Chỉ sợ cuộc sống bình yên bị đe dọa, cơ mà được nghe giọng con xui nói rất mong chờ đồ ăn của chủ nhân làm anh đổi biểu cảm ngay được luôn. Tối nay sẽ làm một bữa thật linh đình với thịt của bọn bò sừng đẫm máu. Đầu tiên cắt thịt thành những lát dày rắc muối và hạt tiêu rồi nướng trên lửa trong 2 phút. Cuối cùng chỉ việc gói vào giấy bạc đợi 5 phút là hoàn thành món bít tết bò sừng đẫm máu. Cả nhà bắt đầu thưởng thức mà chỉ vừa mới bỏ một miếng vào miệng đã phải thốt lên ngon nứt lưỡi. Hương vị lan tỏa trong mỗi miếng cắn và cảm giác nước thịt tràn ra ngoài. Thứ này hoàn toàn là một đẳng cấp khác so với thịt bò cao cấp ở trái đất. Món tiếp theo là sốt bít tết vị tỏi mà fan rất thích. Ngoài ra còn có vị nấm cục vị hành tây vị củ cải tha hồ thay phiên thưởng thức. Kể từ cái lúc được Muko da nấu ăn cho fan đã từ bỏ hẳn việc ăn thịt sống rồi xui cũng tặng ngay chủ nhân hình trái tim. Đã đến giờ dâng lễ vật cho nữ thần Ninlin mà hôm nay bà hơi tham đòi hết món này đến món nọ toàn là đồ ngọt. Mà bất ngờ có ba nhỏ thần nữa ghé qua thì ghen tị khi nữ thần gió toàn ăn mảnh một mình. Đã thế họ cũng ban bảo hộ cho Muko da luôn để được xin đồ ăn ké với. Nữ thần đất nhận xét cậu không có nhiều thiên phú về gió nên nhận bảo hộ của cô ấy không phù hợp lắm. Thiên phú của Mukoda là đất và lửa vì vậy để hai nữ thần đất với lửa ban bảo hộ, cậu có thể sử dụng phép thuật mạnh mẽ chỉ với chút ít ma lực. Mukoda chỉ cần một bảo hộ là quá đủ rồi nhưng bà nội thần lửa đanh đá bắt ép thanh niên phải nhận luôn, thế là đang yên đang lành tự dưng có thêm hai bảo hộ. Cơ mà mọi người đã quên mất sự hiện diện của nữ thần nước, cô cho rằng Mukoda không có thiên phú nước nên dù ban bảo hộ cũng không được nhiều ích lợi lắm. Mà nếu vậy thì mỗi mình mình là không được nhận lễ vật không có đồ ngọt xong tủi thân mà khóc, ba nhỏ kia lập tức phải dỗ dành bé nữ thần này ngay. Thế là tự dương thánh bị bà thần lửa chửi cho vào đầu đàn ông con trai thì phải biết làm gì đi chứ cay vừa lở. Mukoda đã nghĩ ra ý tưởng hay đó là nữ thần nước ban bảo hộ cho con sờ lam của mình vì nó thiên phú nước, nhỏ vui vẻ làm luôn. Ba vị thần kia thì cứ chục năm lại đi ban phát bảo hộ linh tinh chỉ riêng thần nước cả trăm năm nay mãi mới có dịp. Rốt cuộc nam chính phải cống nạp cho mấy con mắm ham ăn này cả đống đồ ngọt. Thầy xui không hiểu bảo hộ là gì lắm hôm sau Mukoda đành hướng dẫn cho, nó sẽ búp thêm sức mạnh phù hợp với thiên phú của bản thân vượt trội hơn hẳn. Anh có thể dùng phép thuật liên tục mà không thấy mệt, xui cũng thử xem sao thì mới đầu đã tạo ra một khối nước khổng lồ rồi. Nó bắn thử một cái mà đốn dụng cái cây luôn xong còn xoáy phát nhẹ chặt đứt thêm mấy cái nữa. Khác với Mukoda chỉ được ban bảo hộ cỡ nhỏ thì xui được nữ thần nước ban bảo hộ cỡ lớn. Fan thấy hay hay muốn thử đấu với cháu nó một trận nhưng còn lâu anh mới cho ai làm hại bé đáng yêu của mình. Cho đến chiều tối Mukoda đã làm được một ngôi nhà từ phép thuật đất, thứ này sẽ khá hữu ích với hội những người chuyên đi cắm trại ngoài trời như nhóm mình. Tập 11. Sáng sớm ngủ dậy Mukoda đem cất căn nhà bằng đất đi rồi ghé qua bang hội mổ lấy thịt của hôm qua. Tiện thể anh đem ra con rắn đen fan mới săn chiều qua nhờ họ xử lý dùng chỉ giữ lại thịt với da còn lại bán hết rồi quay về lên siêu thị trực tuyến mua một cái máy xay để xay thịt bò sừng đẫm máu và thịt óc. Thấy hay ho Sui cũng đòi làm thử, đầu tiên ngâm vụn bánh mì trong sữa rồi đổ trứng hành chiên và muối cùng hạt tiêu vào thịt. Sau đó nắm thành dạng hình tròn bọc phần dư cất vào dương vật phẩm, phần còn lại đem đi nướng nâu cả hai mặt thêm nước và hấp bằng hơi rồi đổ các loại sốt vào. Vậy là đã có món hamburg kết hợp giữa bò sừng đẫm máu và óc. Sui nhận xét thịt này ăn vào cứ trôi tuồn tuột trong bụng bởi mucoda có cho phô mai vào bên trong. Trong lúc giặt quần áo nhận ra xà phòng ở đây trả lên bọt chút nào anh chợt nghĩ ra một ý tưởng hay. Vốn đã muốn làm công việc của một thương nhân từ lâu, Mukoda vào siêu thị mua xà phòng cũng như các loại dầu gội xả dưỡng, rồi đổ vào đầy các bình, trước tiên qua chỗ ông Lambert bán tấm da của rắn đen như đã hứa làm ông ấy thích lắm trả 50 đồng vàng. Ngoài ra còn một chuyện anh muốn bàn đó là vốn đã đăng ký gia nhập hội thương nhân rồi, nên muốn ông tham khảo các sản phẩm này của mình có bán được không. Xà phòng thì thơm như hoa lại tạo rất nhiều bọt dầu gội đầu giúp tóc suôn mượt ngoài ra anh còn giới thiệu vài sản phẩm chăm sóc tóc khác nữa. Ông Lambert phải thốt lên được quen biết Mukoda thực sự là niềm hạnh phúc trong đời. Chuyện là hai ngày nữa đến kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng nhưng ông không biết phải tặng vợ món gì bởi năm nào cũng túi sách và trang sức quá nhiều rồi. Chắc chắn một người ưa thích việc ngâm mình trong bồn tắm như cô ấy sẽ cực kỳ hài lòng và không dỗi ông nữa. Mukoda rất bất ngờ khi ở đây cũng có bồn tắm anh xin phép cho mình tham quan thử. Bồn tắm nhà Lambert gồm các vật dụng đều là hàng đắt tiền được sơn vẽ và trang trí công phu. Chưa kể còn lắp đặt hệ thống lọc nước bằng ma pháp và thuê pháp sư hệ đất để xây, giá cả tầm cỡ vài trăm đồng vàng. Mukoda nhất định muốn mua thứ này ghê, hôm sau tiếp tục quay trở lại đây thì giật mình được phu nhân ông Lambert tiếp đón nồng nhiệt. Chuyện là hôm qua bà ngửi thấy mùi hương cực kỳ thơm của chồng lại còn tóc xuân mượt nữa, thế là bị lộ trước cả kỷ niệm ngày cưới luôn vậy nên bà cũng dùng thử thì thứ xà phòng thơm khiến da rẻ mịn màng nước gội đầu lại giúp tóc sạch vô cùng mái tóc khô cứng biết bao năm khổ tâm nay đã hoàn toàn bóng mượt xong cái hai vợ chồng lão chim chuột nhau ngay trước mặt thánh mới cay chứ cho đến khi nghe ông ấy đề nghị hãy bán nó ở cửa hàng mình làm mukoda giật mình thon thót chỉ tại cô vợ nhất định muốn bán thêm thứ này thay vì thả ra cho các tiệm khác bởi kiểu gì nó cũng sẽ bán chạy mà dù sao cũng không có cửa tiệm Mukoda thấy hợp tác cũng được nên anh đã đem tới một số lượng hàng lớn tha hồ đủ một thời gian dài mỗi tội việc đổ đầy dầu vào từng chai trong nguyên một ngày mệt bởi hơi tai phe ngày nào cũng đòi đi thám hiểm hầm ngục săn ma thú nhưng Mukoda chả thích chút nào anh ghé qua hội mạo hiểm giả gặp ông hội trưởng thì hú hồn với 5.800 đồng vàng mà lãnh chúa gửi tặng anh do việc phát hiện ra mỏ quặng Midri giật mình nhận được tin cấp báo một bầy wyvern xuất hiện ở thảo nguyên phía tây vậy ra tin đồn gần đây loài này hay xuất hiện là có thật hình như chúng muốn săn bầy bò sừng đẫm máu mà phen đã thảo phạt những người bị nó tấn công may mắn chưa ai chết nhưng một số bị thương nặng và trúng độc mukoda nhìn thấy vết độc lan ra trên người mà ớn vô cùng trong tình thế thuốc vẫn chưa được chuẩn bị đầy đủ thì anh đã có sẵn mấy bình thuốc thượng phẩm chỉ việc rót nhẹ vào người họ toàn bộ chất độc và vết thương bị đánh bay luôn hội trưởng giao cho các mạo hiểm giả hạng c trở lên một nhiệm vụ khẩn là thảo phạt đàn wyvern thôi xong tự dưng lại dính vào cái của nợ này. Wyvern là một loài rất đáng sợ nhưng để thành phố không bị hủy diệt tất cả cần phải chung tay đứng lên chiến đấu. Ngay lập tức Fen và Sui bước vào nói ta sẽ xử lý đám chúng nó cho vì thịt Wyvern rất ngon. Chủ hội mạo hiểm giả cũng muốn trợ giúp nhưng nó không cần chỉ tổ vướng tay chân thôi. Vậy thì ông cúi đầu xin ngài Fenry hãy bảo vệ thành phố này. Đang yên đang lành tự nhiên thánh của chúng ta bị lôi đi. Wyvern là chủng loại hành động theo bầy đàn tập tính hung bạo với đuôi có độc rất nguy hiểm. Phen lập tức cõng xui lao đến nó né hết những đòn tấn công của đối phương, một cái quật đuôi của Wyvern đủ cày tung mặt đất lên. Bác hướng dẫn xui đối với con mồi đang bay cần nhắm vào đầu và cánh, tuy nhắm vào đầu nó sẽ chết ngay nhưng lại hơi nhỏ dễ trượt nên ưu tiên nhắm vào cánh to hơn. Nghe xong xui thử nhắm vào đầu mà đúng là trượt thật nhưng được cái vẫn trúng cánh. Phen chỉ việc gẩy nhẹ bàn chân đứt cái đầu nó luôn, bác cũng dặn không nên để chúng tổn thương quá mức khi ăn thịt sẽ không ngon và thế là cả hai chiến đấu hăng say trong khi thánh của chúng ta ngồi ôm đầu núp sau tảng đá. Thấy bé xui càng ngày càng giống con chó sói kia Mukoda không chấp nhận vì nó vẫn mãi là bé cưng dễ thương của mình. Mà giật mình một con đã phát hiện ra anh làm thánh sợ son đái cũng may đã có kết giới bảo vệ của Phen. Thanh niên rớt cả nước mắt luôn rồi ngay sau đó xui đến bảo kê và cuối cùng Phen kết liễu bằng một cú chặt đầu nó ngay trước mặt Mukoda. Đã đến giờ nghỉ ngơi anh đem ra món thịt say hôm qua muốn thử làm món mới. Đầu tiên đổ bột ra khay rồi thêm trứng và vụn bánh mì sau đó chiên ngập dầu. Vậy là đã có món bánh thịt chiên với hai loại thịt băm trộn lẫn nhìn y hệt ngoài cửa tiệm hay bán. Phần bánh mì khiến nó tươi giòn ngon ngọt kẹp thêm thịt băm bên trong, fan thích thịt bò sừng đẫm máu còn xui lại thích thịt óc hơn. Tập 12. Cả hội mạo hiểm giả ngồi đợi trong nơm nớp lo sợ suốt cả buổi liền và ngay khi nghe tin toàn bộ Wyvern đã bị tiêu diệt, họ sung sướng gào ầm lên. Phen với xui còn kể chẳng qua bận ngồi ăn uống chứ răm ba con quái đấy một nốt nhạc là hạ xong rồi, trong khi Mukoda đang cố giấu vụ này mà bọn nó cứ toang hoang cái mồm. Có tổng cộng 13 con và vẫn như cũ anh sẽ bán hết nguyên liệu của chúng cho hội chỉ giữ lại thịt. Nhưng số lượng nhiều như vậy họ không có đủ tiền nên sẽ miễn phí mổ xẻ và chỉ mua lại một nửa nguyên liệu. Về nhà đã đến giờ dâng lễ vật lên cho các nữ thần, thần lửa lần này muốn uống rượu thần gió thì vẫn là đồ ngọt. Thần đất lại muốn dầu gội và xà phòng để chăm chút cho mái tóc khô sơ cuối cùng là thần nước muốn ăn cơm. Hôm sau đi trên đường Mukoda ngạo nghễ được người dân xung quanh kính nể là vị anh hùng đã tiêu diệt đàn Wyvern, đến với cửa hàng bán bồn tắm thánh sáng cả mặt vì thích thú. Chủ tiệm luôn miệng giới thiệu từ cái này đến cái khác nhưng Mukoda rất nhanh gọn chọn đại cái màu xanh lá. Nhìn anh có vẻ giống dân thường nên ông ấy gợi ý cho phương thức thanh toán cho vay hoặc trả góp nếu có người bảo lãnh. Cơ mà tiền thì Mukoda không thiếu quẳng luôn cho một bọc to bự. Ngay cả việc mang về cũng đơn giản vì đã có dương vật phẩm, anh quyết định ra ngoại thành một tí cho không khí nó mới lạ. Trong khi Fendi đi săn quái Mukoda dựng tường đất che lại rồi lôi bồn tắm mới mua ra, ma thuật nước của xui cộng thêm ma thuật lửa của anh đã làm xong một bồn tắm nước nóng. Điều cần làm đầu tiên trước khi vào bồn là tắm rửa kỳ cọ thật sạch sẽ cả người. Nước thì ấm lại thêm cả hương cam thơm ngát từ lọ trái cây mua ở siêu thị trực tuyến, ngâm mình xong thì quay ra uống sữa là điều sung sướng số một tận hưởng xong bắt đầu ra làm thịt con vơn, đầu tiên thái thịt thật mỏng sau đó cắt lát và pha chế các loại gia vị vào nước đun sôi rồi thả thịt vào có váng nổi lên thì vớt ra đồng thời thịt cũng không được nấu quá chín cuối cùng đặt lên bát cơm rồi thêm chút gừng đỏ vậy là đã hoàn thành món cơm thịt vơn đặc biệt cơ mà fan đi lâu quá vẫn chưa về đa đành làm thêm một món nữa anh lại mua thêm nguyên liệu đầu tiên cắt thịt thành miếng hơi lớn hơn nêm với muối và hạt tiêu rồi làm nóng chảo để cho bơ và thêm thịt vào chiên tới khi chín vàng sau đó bỏ hành tây khoai tây cà rốt và vang đỏ nước với nước dùng khi lửa gần tắt thì thêm nước sốt pháp cũng như sốt cà chua đun một chút nữa vậy là có món thịt quay vơn hầm mà giật mình một con rồng khổng lồ từ đâu bay đến làm thánh được phen hết hồn hóa ra phen mới săn về con này là rồng đất thậm chí còn mạnh hơn loài wai vơn Mucoda cạn lời luôn rồi bao nhiêu quái thú hiếm bán còn trả hết giờ lại lôi thêm rồng nữa chỉ tổ to chuyện người thấy mùi thơm phen thèm ăn lắm rồi nhưng người ông bẩn quá Mucoda không cho thậm chí còn giấu cái nổi đi nhân tiện anh cũng lên siêu thị trực tuyến mua thêm ít đồ dành cho thú cưng. Fan cãi ta là phenry không phải lũ chó hạ đẳng. Trước khi tắm phải gỡ đống lông bị rối và quét bớt bụi bẩn bám vào, chảy chuốt xong liền lấy nước ấm hất vào người làm nó kêu lên một tiếng. Muko đa đoán ông sợ à nhưng Fen làm bộ không hề, cơ mà anh chợt nghĩ ra ý tưởng hay ho đó là nhờ xui tạo hình thành một cái vòi tắm. Cứ thế để nó hút nước và phun ra khắp người Fen khiến lão nhăn cả mặt rồi. Tiếp theo hai người dùng xà phòng kỳ cọ lên khắp cơ thể có vẻ làm nó khá thoải mái. Sau một hồi Muko định lấy khăn tắm lau cho nhưng đã quá trễ phen vẩy nước tùng lum ướt nhẹp người anh rồi. Tiếp theo sử dụng phép thuật lửa của mình kết hợp với phép gió của phen thay cho cái máy sấy và thổi, bộ lông của nó giờ đây bóng bẩy mềm mượt hơn hẳn. Đã đến giờ ăn Mucoda múc thịt ra bát cơm, đây là lần đầu phen được ăn cơm nó vô cùng ngấm vị của thịt quai vơn mềm tạo nên hương vị vừa mặn vừa ngọt. Đồng thời gừng đỏ cũng tôn lên hương vị của các món ăn rất vào miệng, nghe tin từ giờ mukoda sẽ tắm cho mình một tháng hai lần làm phen lại rén Xui thả tim cũng thích bác phen bóng bẩy mềm mượt hơn sau đó đem con rồng đất đến hội thì quả nhiên họ không thể tiếp nhận được bởi loài rồng không có bất kỳ bộ phận nào bỏ đi cả vảy móng hay cơ quan nội tạng đều là nguyên liệu quý hiếm họ không dám động tay vào thứ quý giá đó nhưng ông chủ mạo hiểm giả vẫn có một phương án có lẽ sẽ làm được đó là ở bên thành phố rất xa so với thành phố này có một gã chủ hội mạo hiểm giả rất am hiểu về rồng không chừng sẽ mổ được thịt rồng như vậy thì vẫn đồng ý của fan sẽ phải đi qua biển bởi từ trước khi tới thành phố này nó đã rất thèm ăn hải sản và thế là hôm sau muko đã đi chào tạm biệt vợ chồng ông lambert cũng như nhiều người quen khác ở nơi này chủ hội đưa cho anh một tờ thư giới thiệu cũng như bản đồ dẫn đến thành phố đó ba người cùng nhau lên đường thực hiện chuyến hành trình tiếp theo vậy là đã hết bộ anime rồi các bạn đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé